Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 72. Nghiêm Động bày ra vẻ mặt khinh thường và lạnh lùng nói, tao thừa nhận võ công của mày rất lợi hại, khiến cho tao cảm thấy mày rất nguy hiểm, nhưng tao không phải là con cá chết trên thớt để mặc cho mày xẻ thịt. Lục Thái lắc đầu và nói, anh đã từng đánh một trận với Hồng Thần Sách, mặc dù anh sống ông ta chết nhưng dù sao thì ông ta cũng là một cao thủ có cùng đẳng cấp với anh. Anh không thể nào không bị tổn hại gì. Vậy nên tôi khuyên anh vẫn là nên tạm thời bỏ đi ý định giết chóc đó của mình rồi ngoan ngoãn rời khỏi đây đi. Chuyện ngày hôm nay mọi người đều xem như là chưa từng xảy ra. Hai người Trần Bá Hạ, Mạnh Thiên Xanh đã âm thầm tản ra hai bên rồi, Chiến Phi và Nghiêm Mộc Long đối mặt trực tiếp với Tề Đẳng Nhàn, Lục Thái thì ở phía bên cạnh hắn. Thế à? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Trong lúc nói ra hai chữ này, mí mắt của hắn đột nhiên hướng lên phía trên. Hai mắt trợn tròn. Trong lúc mọi người đều đang ngơ ngác, bọn họ cảm giác như trong phòng có thêm hai ngọn đèn sợi đốt vậy, một luồng sáng chói mắt hiện ra từ trong không trung. Khi hai chữ này rơi xuống đất, Tề Đẳng Nhàn đã bắt đầu ra tay rồi, hắn lách người một cái, tốc độ như sấm như sét, hắn giơ tay ra và tóm lấy Nghiêm Động ở phía xa. Khi Tề Đẳng Nhàn di chuyển, năm vị cao thủ đang có mặt ở đây cũng cảm thấy như đang bị lửa lớn bao trùm lấy toàn thân vậy, Chiến Phi đứng ở phía trước để hứng mũi chịu sào và chặn lại đòn tấn công của Tề Đẳng Nhàn. Lần này, anh ta cuối cùng cũng có dũng khí để ra tay rồi. Chỉ thấy cánh tay của anh ta rơi xuống đất, phát ra hai tiếng bụp bụp, khí lực chạm vào mặt đất và phát ra những tiếng nổ giòn vang. Ngay sau đó, cánh tay của anh ta giống như một cây súng vậy. Nó giơ lên cao và bắt lấy Tề Đẳng Nhàn. Cú bắt này của anh ta thể hiện rõ công lực của cao thủ đệ nhất Hương Sơn, sức mạnh chạy khắp cơ thể. Ở một cú bắt này, ngón tay của anh ta cứng như sắt thép nhưng cánh tay thì lại uốn lượn vặn vẹo như một con rắn hổ mang đang nhảy múa theo tiếng sáo và không thể đoán trước được. Chỉ trong chốc lát, nửa thân trên của Tề Đẳng Nhàn dường như đều đã lọt vào bên trong phạm vi tấn công của anh ta. Võ công của cái tên Chiến Phi này đúng thật là khá lợi hại. Chỉ là trước đây đã bị khí thế của mình làm cho sợ hãi nên vẫn mãi không dám ra tay mà thôi. Đáng tiếc, cho dù anh ta có lợi hại hơn nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì đối với mình cả. Tề Đẳng Nhàn dừng bước chân lại, hai cánh tay đột nhiên đan vào nhau giống như một cái máy chém, hắn sử dụng kỹ thuật rút dao chém cỏ của bát quái trưởng, bất ngờ dự đoán chính xác phương hướng tấn công của Chiến Phi và lập tức khóa chặt cánh tay của anh ta vào bên trong hai cánh tay của mình. Một mình Tề Đẳng Nhàn chiến đấu chống lại năm cao thủ, vậy nên khi ra tay tất nhiên sẽ không có chút do dự, nếu không thì người phải chết ở đây sẽ là chính bản thân hắn. Nếu đổi lại là người khác bị một chiêu này của Tề Đẳng Nhàn kẹp trúng cánh tay thì sẽ chỉ có thể bị hắn bẻ gãy cánh tay mà thôi, nhưng dù sao thì Chiến Phi cũng là một người có tiếng tăm lẫy lừng, lần này anh ta đã lấy hết can đảm của mình để quyết đánh đến cùng, vậy nên sức mạnh của toàn thân cũng được phát huy toàn bộ. Anh ta không kêu một tiếng, trên người mang theo một suy nghĩ kỳ diệu, một bàn tay khác siết thành nắm đấm, trong lúc tung ra cú đấm, nó mang theo một hơi thở nóng rực như một khẩu đại bác đang được bắn ra và nghiêng nghiêng đánh về phía huyệt thái dương của Tề Đẳng Nhàn. Không đợi nắm đấm của Chiến Phi đánh đến, Tề Đẳng Nhàn run người một cái, sức mạnh toàn thân bỗng chốc thu lại, giống như lá sen, ngay cả nước mưa cũng không chạm vào được. Soạt. Chiến Phi chỉ cảm thấy hai chân của mình giống như một cây bèo không dễ vậy, bàn chân không còn chạm xuống đất được nữa, cả người bị Tề Đẳng Nhàn nhấc bổng lên và ném thẳng ra ngoài. Cho dù có là lão sư phụ đã rèn luyện khả năng nghe đến cả người tinh thông đang ở đây thì chắc chắn cũng không thể nào nhận ra được đòn đánh lén này của Lục Thái. Nhưng võ công của Tề Đẳng Nhàn đã đạt đến cấp độ thấy được cả thần luôn rồi, hắn nhận thức được rõ ràng những sự thay đổi cả ở bên trong và bên ngoài. Lông tơ trên cổ khẽ động một cái thôi là hắn đã cảm nhận được rồi, hắn lập tức xoay người một cái, trong lúc xoay người, cánh tay của hắn giơ lên như một tấm khiên lớn. Ngón tay của Lục Thái vừa mới móc vào cánh tay của Tề Đẳng Nhàn thì đã giống như bị vướng vào một sợi dây sắt vậy, có làm thế nào cũng không hất ra được. Sắc mặt của cô ta bỗng chốc thay đổi, chỉ thấy cánh tay của Tề Đẳng Nhàn thu vào bên trong và nâng lên một cái rồi mạnh mẽ tách bàn tay của cô ta ra. Ngay sau đó, khuỷu tay của hắn ép vào bên trong và ép cả người cô ta phải lùi ra phía sau. Là ban lạn thế của Thái Cực, sức mạnh này đúng thật là đáng sợ, nó giống như một dòng sông chảy xiết đêm ngày vậy, hoàn toàn không thể đối địch và cũng không thể ngăn cản,
Lục Thái cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Nếu như là trước đây, chỉ cần Tề Đẳng Nhàn lập tức đấm thêm một cái là sẽ có thể đánh chết Lục Thái ngay tại chỗ. Sở dĩ hắn làm như vậy chính là vì nắm đấm của Nghiêm Mộc Long cũng đã đến rồi, cách đánh của cô gái này rất uyển chuyển, thường xuyên đánh lén, lực sát thương vô cùng to lớn. Sau khi hất Lục Thái ra, Tề Đẳng Nhàn di chuyển nắm đấm và đánh về phía cái đầu của Nghiêm Mộc Long. Nắm đấm này đáng sợ đến cực điểm, mặc dù Nghiêm Mộc Long là người tung ra nắm đấm trước nhưng cô ta có thể cảm nhận được rằng nắm đấm của Tề Đẳng Nhàn chắc chắn sẽ đến nơi trước nắm đấm của mình. Võ công của anh ta đã cao hơn nhiều so với lần đánh nhau đầu tiên rồi. Nghiêm Mộc Long thầm than trong lòng, chỉ có thể co người lại và tránh người đi. Cô ta vừa mới lùi ra thì đòn chân của Tề Đẳng Nhàn đã lại đạp xuống. Nghiêm Mộc Long di chuyển bước đi một cách vô cùng linh hoạt, bùm một tiếng, mặt đất ở trước mặt cô ta bị đạp thành một cái hố sâu cực lớn. Nếu như cô ta không kịp tránh khỏi cú đạp vừa rồi thì cả bàn chân của cô ta đã bị đạp thành một đống thịt vụn rồi. Cũng may, chính vào lúc này, hai cao thủ là Trần Bá Hạ và Mạnh Thiên Xanh cũng đã bắt đầu bao vây đến rồi, bọn họ cùng nhau đánh vào điểm yếu của Tề Đẳng Nhàn từ hai bên trái phải. Mạnh Thiên Xanh sử dụng kỹ thuật khóa tay, hai tay đan chéo trên dưới, vừa móc vừa véo, bên trong ngón tay như được cất giấu huyền cơ, chỉ cần bắt được là sẽ ngay lập tức đâm vào trong da thịt và bắt lấy tĩnh mạch trong người. Trần Bá Hạ cũng ra tay rất nhanh, ông ta tay đấm chân đá. Đồng thời sử dụng cả tay và chân, giống như thể muốn nín thở một lần và bắt tay cùng với Mạnh Thiên Xanh để đánh chết Tề Đẳng Nhàn ngay lập tức. Thù giết con không đội trời chung. Khi hai người bố ra tay thì tất nhiên sẽ không nể tình chút nào. Vẻ mặt của Tề Đẳng Nhàn vô cùng lạnh lùng, từ đầu đến cuối vẫn không nhìn thấy có bất cứ biểu cảm nào dao động trên mặt hắn. Hắn khẽ nghiêng người một cái để tránh khỏi cú bắt của Mạnh Thiên Xanh, đồng thời, cùi trỏ giơ lên một cái. Sử dụng ban lạn thế của Thái Cực, giở lại mánh cũ để hất thẳng Mạnh Thiên Xanh ra ngoài. Đối diện với nắm đấm của Trần Bá Hạ, hắn cũng không hề có ý định chống trả, hắn lắc người một cái và tránh khỏi hai cú đấm, thế nhưng đối với đòn tấn công ở phía dưới thì lại nhấc chân lên để đón lấy trực diện. Sự mạnh mẽ và hung hãn trong cách đánh của Tề Đẳng Nhàn đã đến một cảnh giới không thể tưởng tượng được nữa rồi, sức mạnh của đôi chân hắn thậm chí còn mạnh hơn cả nắm đấm nữa. Ngay khi cơ thịt ở chân hắn dùng lực, ngoại cương lập tức nổ tung, ống quần phồng lên, hai chân đá đạp như một ảo ảnh và linh hoạt như một con chim. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đây là dùng kỹ thuật chuyển động của Yến Hình để dùng lên kỹ thuật đá chân mà, võ công của người này thật là kinh khủng quá đi. Lúc này Chiến Phi mới đáp được xuống đất, sau khi đứng vững, anh ta điều hòa lại khí huyết đang chấn động của mình và lại lao lên một lần nữa. Sau khi chạm chân bốn lần liên tiếp, sắc mặt của Trần Bá Hạ trở nên tái nhợt, chỉ cảm thấy gióng chân tê dại và như muốn nứt lìa, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều hơn thì đã nhìn thấy bóng dáng của Tề Đẳng Nhàn đột nhiên cúi xuống, luồn qua một cái rồi hiện ra ở trước mặt ông ta. Hai bàn tay kia nhẹ nhàng giơ lên rồi tách ra hai bên, sau đó sử dụng võ tấn thần quy xuất thủy của hình ý và tóm lấy bả vai của ông ta. Lúc trước Chu Quang Vinh của tập đoàn N đặc cũng đã bị chiêu thần quy xuất thủy này của Tề Đẳng Nhàn tóm chặt lấy bả vai, sau đó hai cánh tay của hắn tách ra hai bên và mạnh mẽ xé toạc hai cánh tay của anh ta. Nếu như Trần Bá Hạ bị Tề Đẳng Nhàn tóm được thì kết cục của ông ta cũng sẽ chẳng tốt hơn là bao. Trần Bá Hạ giơ hai tay lên và đẩy về phía trước nhưng chỉ cảm thấy lực tay của đối phương thật là đáng sợ, chỗ những ngón tay đó thậm chí còn có cả ngoại cương đang bùng nổ. Chỉ cần chạm vào một cái đã khiến cho hai cánh tay của ông ta cảm thấy tê dại. Nhưng dù sao thì ông ta cũng đã câu được một chút thời gian cho bản thân mình rồi, Chiến Phi đã lướt đến phía sau Tề Đẳng Nhàn và tung ra nắm đấm, một chiêu đơn tiên thủ đánh thẳng về phía xương cụt của Tề Đẳng Nhàn. Cho dù Kim Trung Cháo và Thiết Bố Sam có lợi hại hơn nữa thì cũng rất khó có thể bảo vệ được vùng xương cụt yếu ớt nhất của cơ thể con người. Một khi xương cụt bị tổn thương thì chắc chắn sẽ không có kết cục nào khác ngoài bại liệt. Cùng lúc đó, Nghiêm Mộc Long cũng nhanh chóng bước lên, vừa mới bắt đầu đã liên tiếp ra những đòn ngắn, hai tay nhanh như tia chớp, thậm chí còn mang một cảm giác lang thang bất định, khiến cho con người ta khó có thể nắm bắt. Lục Thái cũng không chịu thua kém, cô ta sải bước lao đến một bên khác của Tề Đẳng Nhàn, hai tay giơ ra và chuẩn bị thi triển sát chiêu để vồ lấy. Bước chân của Tề Đẳng Nhàn nhẹ nhàng như một bậc thầy vũ công điêu luyện, hắn
hắn né sang một bên mà không để lại dấu vết, đầu tiên là tránh khỏi ba cú đấm liên tiếp của Nghiêm Mộc Long, sau đó là tung ra một đấm về phía lòng bàn tay của Lục Thái. Lục Thái bị một đấm này làm cho đỏ mặt, bước chân loạng choạng, cơ thể không tự chủ được mà lùi về phía sau. Đồng thời, cô ta cảm thấy cơ bắp của mình tê dại và khó chịu như vừa bị điện giật vậy. Vừa mới đẩy lùi được Lục Thái thì Mạnh Thiên Xanh đã lao đến để lấp đầy khoảng trống rồi, ông ta giơ tay trái ra và bắt về phía cái đầu của Tề Đẳng Nhàn, tay phải nhắm vào bụng hắn và đánh ra một đòn hắc hổ móc tim. Cuộc chiến với Hồng Thần Sách thực sự đã tiêu hao không ít, mặc dù đã uống nước thánh, tốc độ hồi phục thể lực rất nhanh nhưng đồng thời đối phó với năm cao thủ như thế này không được ổn cho lắm. Lấy được cái mạng của Nghiêm Động trước rồi nói vậy, chỉ trong chớp mắt, bả vai của Tề Đẳng Nhàn đột nhiên run lên một cái. Mạnh Thiên Xanh để lộ ra vẻ mặt vui mừng, ông ta cảm thấy lần này Tề Đẳng Nhàn đã phản ứng chậm rồi, dù sao thì cho dù có là người lợi hại hơn nữa, khi đối mặt với sự bao vây của nhiều cao thủ như thế thì cũng sẽ có lúc mất sức hoặc bông lỏng mà thôi. Ngón tay của ông ta đã chạm đến mái tóc của Tề Đẳng Nhàn rồi, thế nhưng đang định tóm lấy thì lại trượt tay và bắt lấy không khí. Nhìn kỹ lại một cái, cơ thể của Tề Đẳng Nhàn đã đột nhiên co lại một khúc, từ một người đàn ông cao gần 1m8 đã trở thành một tên lùn chỉ tầm khoảng trên dưới 1m6. Đây là võ công rút xương dường như đã bị thất truyền trong giang hồ hiện đại, sở dĩ nó dường như đã bị thất truyền chính là vì loại võ công này yêu cầu phải bắt đầu tập luyện từ khi còn nhỏ, điều đó quả thực quá tàn nhẫn đối với những đứa trẻ. Xã hội thời xưa không có nhiều yêu cầu vị trí công việc giống như bây giờ, các nghệ nhân trong giang hồ chỉ có thể dựa vào việc bán nghệ để duy trì sinh kế, vậy nên rất nhiều đứa trẻ ngay từ nhỏ đã bắt đầu luyện võ công rút xương. Luyện tập thứ võ công này yêu cầu cơ thể phải có một sự dẻo dai nhất định, đồng thời phải hàng ngày tháo dỡ khớp xương và lắp lại những mười mấy lần, sự đau đớn của nó không phải là thứ mà người bình thường có thể tưởng tượng ra được. Trong vòng một ngày mà bị trật khớp những mười mấy lần thì là khái niệm gì cơ chứ? Trong lúc Tề Đẳng Nhàn thu nhỏ người lại để tránh khỏi các đòn tấn công, hắn sử dụng bát quái bộ để trượt đi và liên tục tránh được hai người Nghiêm Mộc Long và Chiến Phi, thế nhưng Trần Bá Hạ lại ngay lập tức đá một phát về phía ngực hắn. Chính vào lúc này, cơ thể của Tề Đẳng Nhàn đột nhiên nằm sấp xuống, chân và tay đồng thời chạm đất như một con nhện lớn, hắn đồng thời sử dụng tay và chân. Soạt một cái lao về phía Nghiêm Động đang xem kịch hay. Nghiêm Động thấy Tề Đẳng Nhàn luồn ra khỏi phạm vi bao vây của năm cao thủ một cách kỳ quái như vậy và lao thẳng về phía mình thì không khỏi sợ đến tái mét mặt mày, anh ta giật mình một cái và quay đầu bỏ chạy. Nhưng dù sao thì thứ mà Tề Đẳng Nhàn sử dụng cũng là kỹ năng đẳng cấp ở chỗ của chiêm tinh, tốc độ và sức mạnh bùng nổ của hắn cũng không phải là thứ mà Nghiêm Động có thể so bì được. Diêm Vương muốn mày chết vào canh thứ ba, ai có thể giữ mày lại đến canh thứ năm chứ? Cơ thể của Tề Đẳng Nhàn đột nhiên cao vọt lên, xương cốt phát ra những tiếng kêu răng rắc trong trẻo, cơ thịt ở vùng lưng đột nhiên giãn nở, xoẹt một tiếng, lưng áo của hắn trực tiếp bị căng đến rách ra. Cho dù có là lão sư phụ đã rèn luyện khả năng nghe đến cả người tinh thông đang ở đây thì chắc chắn cũng không thể nào nhận ra được đòn đánh lén này của Lục Thái. Nhưng võ công của Tề Đẳng Nhàn đã đạt đến cấp độ thấy được cả thần luôn rồi, hắn nhận thức được rõ ràng những sự thay đổi cả ở bên trong và bên ngoài, lông tơ trên cổ khẽ động một cái thôi là hắn đã cảm nhận được rồi, hắn lập tức xoay người một cái, trong lúc xoay người, cánh tay của hắn giơ lên như một tấm khiên lớn. Ngón tay của Lục Thái vừa mới móc vào cánh tay của Tề Đẳng Nhàn thì đã giống như bị vướng vào một sợi dây sắt vậy, có làm thế nào cũng không hất ra được. Sắc mặt của cô ta bỗng chốc thay đổi, chỉ thấy cánh tay của Tề Đẳng Nhàn thu vào bên trong và nâng lên một cái rồi mạnh mẽ tách bàn tay của cô ta ra, ngay sau đó, khuỷu tay của hắn ép vào bên trong và ép cả người cô ta phải lùi ra phía sau. Là ban lạn thế của Thái Cực, sức mạnh này đúng thật là đáng sợ, nó giống như một dòng sông chảy xiết đêm ngày vậy, hoàn toàn không thể đối địch và cũng không thể ngăn cản. Lục Thái cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Nếu như là trước đây, chỉ cần Tề Đẳng Nhàn lập tức đấm thêm một cái là sẽ có thể đánh chết Lục Thái ngay tại chỗ. Sở dĩ hắn làm như vậy chính là vì nắm đấm của Nghiêm Mộc Long cũng đã đến rồi, cách đánh của cô gái này rất uyển chuyển, thường xuyên đánh lén, lực sát thương vô cùng to lớn. Sau khi hất Lục Thái ra, Tề Đẳng Nhàn di chuyển nắm đấm và đánh về phía cái đầu của Nghiêm Mộc Long. Nắm đấm này đáng sợ đến cực điểm,
mặc dù Nghiêm Mộc Long là người tung ra nắm đấm trước nhưng cô ta có thể cảm nhận được rằng nắm đấm của Tề Đẳng Nhàn chắc chắn sẽ đến nơi trước nắm đấm của mình. Võ công của anh ta đã cao hơn nhiều so với lần đánh nhau đầu tiên rồi. Nghiêm Mộc Long thầm than trong lòng, chỉ có thể co người lại và tránh người đi. Cô ta vừa mới lùi ra thì đòn chân của Tề Đẳng Nhàn đã lại đạp xuống. Nghiêm Mộc Long di chuyển bước đi một cách vô cùng linh hoạt, bùm một tiếng, mặt đất ở trước mặt cô ta bị đạp thành một cái hố sâu cực lớn. Nếu như cô ta không kịp tránh khỏi cú đạp vừa rồi thì cả bàn chân của cô ta đã bị đạp thành một đống thịt vụn rồi. Cũng may, chính vào lúc này, hai cao thủ là Trần Bá Hạ và Mạnh Thiên Xanh cũng đã bắt đầu bao vây đến rồi, bọn họ cùng nhau đánh vào điểm yếu của Tề Đẳng Nhàn từ hai bên trái phải. Mạnh Thiên Xanh sử dụng kỹ thuật khóa tay, hai tay đan chéo trên dưới, vừa móc vừa véo, bên trong ngón tay như được cất giấu huyền cơ, chỉ cần bắt được là sẽ ngay lập tức đâm vào trong da thịt và bắt lấy tĩnh mạch trong người. Trần Bá Hạ cũng ra tay rất nhanh, ông ta tay đấm chân đá, đồng thời sử dụng cả tay và chân, giống như thể muốn nín thở một lần và bắt tay cùng với Mạnh Thiên Xanh để đánh chết Tề Đẳng Nhàn ngay lập tức. Thù giết con không đội trời chung. Khi hai người bố ra tay thì tất nhiên sẽ không nể tình chút nào. Vẻ mặt của Tề Đẳng Nhàn vô cùng lạnh lùng, từ đầu đến cuối vẫn không nhìn thấy có bất cứ biểu cảm nào dao động trên mặt hắn, hắn khẽ nghiêng người một cái để tránh khỏi cú bắt của Mạnh Thiên Xanh, đồng thời, cùi chỏ giơ lên một cái, sử dụng ban lạn thế của Thái Cực, giở lại mánh cũ để hất thẳng Mạnh Thiên Xanh ra ngoài. Đối diện với nắm đấm của Trần Bá Hạ, hắn cũng không hề có ý định chống trả, hắn lắc người một cái và tránh khỏi hai cú đấm. Thế nhưng đối với đòn tấn công ở phía dưới thì lại nhấc chân lên để đón lấy trực diện. Sự mạnh mẽ và hung hãn trong cách đánh của Tề Đẳng Nhàn đã đến một cảnh giới không thể tưởng tượng được nữa rồi, sức mạnh của đôi chân hắn thậm chí còn mạnh hơn cả nắm đấm nữa. Ngay khi cơ thịt ở chân hắn dùng lực, ngoại cương lập tức nổ tung, ống quần phồng lên, hai chân đá đạp như một ảo ảnh và linh hoạt như một con chim. Đây là dùng kỹ thuật chuyển động của Yến Hình để dùng lên kỹ thuật đá chân mà. Võ công của người này thật là kinh khủng quá đi. Lúc này Chiến Phi mới đáp được xuống đất, sau khi đứng vững, anh ta điều hòa lại khí huyết đang chấn động của mình và lại lao lên một lần nữa. Sau khi chạm chân bốn lần liên tiếp, sắc mặt của Trần Bá Hạ trở nên tái nhợt, chỉ cảm thấy gióng chân tê dại và như muốn nứt lìa, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều hơn thì đã nhìn thấy bóng dáng của Tề Đẳng Nhàn đột nhiên cúi xuống, luồn qua một cái rồi hiện ra ở trước mặt ông ta. Hai bàn tay kia nhẹ nhàng giơ lên rồi tách ra hai bên, sau đó sử dụng võ tấn thần quy xuất thủy của hình ý và tóm lấy bả vai của ông ta. Đây là tuyệt kỹ của Hồng Thiên Đô, lúc này Tề Đẳng Nhàn mới sử dụng đến nó. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt. Nghiêm Động đã cảm nhận được sát khí ở phía sau, anh ta sợ đến kinh hồn bạt vía, chân trước mềm nhũn và quỳ hẳn một chân xuống đất. Tề Đẳng Nhàn vừa mới đuổi kịp thì Nghiêm Động đã quay người lại. Cơ thể vươn ra và liên tục tung ra mấy cú đá, thế lớn lực mạnh, chiêu nào chiêu nấy đều rất chí mạng. Kỹ năng thấp kém mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ à. Tề Đẳng Nhàn thấy Nghiêm Động đánh ra mai phục thế thì bỗng chốc hừ lạnh một tiếng, trong mặt lóe lên một vẻ khinh thường. Hắn lập tức sử dụng Niêm Chửu Thế, cánh tay mang theo một cú đánh hình vòng cung, chính là cách đánh biến tròn thành thẳng chuyên dùng để chặt chân người khác. Nghiêm Động nhìn thấy võ công của mình đã bị Tề Đẳng Nhàn hóa giải chỉ trong chốc lát, thậm chí đôi chân còn bị đối phương kẹp lấy thì sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Bị một sát thần tuyệt thế như Tề Đẳng Nhàn tóm lấy chân chỉ trong chốc lát, trong lòng Nghiêm Động sợ chết khiếp đi được, toàn thân nổi hết cả da gà, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên méo mó, trông rất đáng sợ và hung dữ. Thậm chí anh ta còn ngửi được một luồng hơi thở chết chóc đang không ngừng lại gần. Hơi thở đó khiến cho anh ta cảm thấy vô cùng buồn tè. Chị, cứu, Nghiêm Động há miệng chuẩn bị hét lớn. Nhưng mới chỉ nói được một nửa thì cơ thể của Tề Đẳng Nhàn đã chen vào trong lòng anh ta, chen được vào rồi thì huých vào một cái. Rầm. Một tiếng vang lớn, cảnh tượng thê thảm như hiện trường của một vụ tai nạn ô tô. Cơ thể của Nghiêm Động bay ngược ra ngoài. Thế nhưng anh ta lại nhìn thấy cả cái chân của mình vẫn đang bị Tề Đẳng Nhàn nắm ở trong tay. Lại cố gắng rời mắt xuống thêm một chút nữa, chân phải của anh ta đã bị xé toạc hoàn toàn, cơ thể đang bay ngược ra ngoài mang theo vô số máu tươi và vương vãi khắp nơi.
Trong đầu anh ta bắt đầu hồi tưởng lại từng chi tiết trong cuộc đời mình như một chiếc đèn kéo quân, thậm chí anh ta còn hối hận tại sao trước đây mình lại đánh giá thấp Tề Đẳng Nhàn như vậy. Bây giờ tất cả những gì anh ta nghĩ đến trong đầu đều chỉ là những lời mà Chiến Phi đã nói trước đó. À, Nghiêm Mộc Long nhìn thấy em trai ruột của mình bị Tề Đẳng Nhàn đánh chết ngay tại chỗ thì gầm lên một tiếng giận dữ, cô ta giơ bàn tay lên và mạnh mẽ đánh về phía sau lưng Tề Đẳng Nhàn. Nhưng Tề Đẳng Nhàn lại hoàn toàn không thèm ngăn cản, cơ bắp trên lưng vẫn phồng lên như trước, khí huyết dâng trào và thậm chí còn mạnh hơn lúc trước một chút. Nghiêm Mộc Long đánh xuống một chưởng. Sức mạnh vô hình đang chuẩn bị đánh vào bên trong và bóp nát trái tim của Tề Đẳng Nhàn thì lại bị ngoại cương trên cơ bắp của đối phương đập ngược lại và hoàn toàn trung hòa. Trả cho cô này. Tề Đẳng Nhàn bước về phía trước một bước, sau đó quay ngoắt người lại, trong tay vẫn cầm cái chân của Nghiêm Động như một khẩu súng lớn, tiếp sau đó là một chiêu hồi mã thương đâm thẳng vào ngực Nghiêm Mộc Long. Lồng ngực của Nghiêm Mộc Long bị khớp xương của cái chân đẫm máu kia đâm thẳng vào. Cô ta chỉ cảm thấy mình như bị một con ngựa hung dữ đâm thẳng vào ngực, sau khi miễn cưỡng xoay vai để di chuyển cơ thể và di rời sức lực, cả người cô ta lộn ngược về phía sau và lăn lông lốc như một quả hồ lô. Lục Thái vừa mới lao đến, Tề Đẳng Nhàn đã giơ nắm đấm lên, nắm đấm này không còn tiết kiệm thể lực nữa mà phối hợp với sức mạnh của cơ xô để toàn lực đánh ra. Dầm. Lục Thái đón lấy nắm đấm này, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cơ thể không kìm được mà quay vòng vòng rồi phịch một tiếng ngồi bệt xuống đất. Tề Đẳng Nhàn cười lớn và nói, chỉ có thế thôi à. Tôi đã giết xong người rồi, chuyện ngày hôm nay cứ kết thúc tại đây đi. Sau khi nói xong lời này, bước chân của hắn khẽ động, cơ lưng lại lần nữa mở ra và soạt một tiếng tránh khỏi sự bao vây của Chiến Phi, Trần Bá Hạ và Mạnh Thiên Xanh. Lúc hắn nói ra câu này thì cơ thể của hắn đã đến được chỗ cửa của phòng khách rồi. Sự kỳ quái của chuyển động và sự nhanh chóng trong tốc độ của hắn khiến cho mấy vị cao thủ đang có mặt ở đó đều hoàn toàn bất lực. Nghiêm Mộc Long gầm lên, giữ hắn ta lại cho tôi, cho dù phải trả bất cứ giá nào cũng phải giữ hắn ta lại. Cô ta mặc một bộ đồ màu trắng, vốn dĩ trông đang phong độ ngời ngời, thế nhưng giờ đây, trước ngực cô ta lại là một đống thịt vụn và những vết máu nhấp nháp. Cả người cô ta trông nhếch nhác như thể vừa mới bỏ ra khỏi lò mổ vậy. Tề Đẳng Nhàn vừa mới đi ra đến cửa thì một nhóm binh lính đã đột nhiên lao ra và chĩa súng thẳng vào người hắn. Dừng tay lại hết cho tôi. Nhưng lúc này, giọng nói vừa rất uy nghiêm vừa rất có sức hút của Lôi Thiên Tứ đã vang lên. Không biết từ lúc nào, ông ta đã bế Nam Nhân Nhân đến đây và đang đợi Tề Đẳng Nhàn ra ngoài. Những tên lính kia nhìn thấy Lôi Thiên Tứ thì đều không khỏi sững sờ. Chỉ huy của bọn họ vội vàng giơ tay lên và không cho bọn họ tự tiện hành động. Giọng nói cuồng loạn của Nghiêm Mộc Long vang lên từ trong phòng, cô ta quát, bắn chết hắn ta đi, nổ súng bắn chết hắn ta cho tôi. Nhất định phải giữ hắn ta ở lại chỗ này. Lôi Thiên Tứ làm ra vẻ mắt điếc tai ngơ và lạnh lùng nói, nếu như các người muốn nổ súng với bạn của tôi thì phải bắn chết Lôi Thiên Tứ tôi đây trước. Khi nói ra những lời này, tấm lưng của ông ta thẳng tắp. Toàn thân tràn đầy khí lực, có nhìn trái nhìn phải thế nào cũng có cảm giác như một con hổ đói đang rình mồi vậy. Lôi Thiên Tứ thực sự chẳng có chút võ công nào, nhưng lúc này đây khi ông ta mở miệng nói chuyện, khí thế mạnh mẽ đó của ông ta cũng uy nghiêm chẳng kém lúc Tề Đẳng Nhàn nói muốn giết chết Nghiêm Động. Không ai được hành động, bỏ hết súng xuống cho tôi. Một tên chỉ huy trầm giọng quát, Lôi lão là người như thế nào, các người có biết không? Dám lấy súng để chĩa vào ông ấy. Tôi thấy các người chán sống rồi thì có. Mọi người nghe thấy câu nói này thì nhao nhao bỏ súng xuống, không một cái dám giương súng lên nữa. Lôi Thiên Tứ mỉm cười với Tề Đẳng Nhàn và nói, Tổng Giám Mục Tề, chúng ta đi thôi. Nghiêm Mộc Long đã đuổi theo ra đến ngoài rồi, nhìn thấy Lôi Thiên Tứ đứng chung với Tề Đẳng Nhàn, sắc mặt của cô ta bỗng chốc trở nên tối sầm hơn vài phần, biểu cảm đó giống như có thể ăn thịt người vậy. Hôm nay hắn ta không được đi đâu hết, Nghiêm Mộc Long lạnh lùng nói. Ngay sau đó, bốn người Chiến Phi, Lục Thái, Trần Bá Hạ, Mạnh Thiên Xanh cũng xuất hiện ở phía sau Nghiêm Mộc Long, ai nấy đều mang một vẻ mặt nghiêm trọng. Lôi Thiên Tứ lại cười phá lên và nói, nực cười, chỉ cần Lôi Thiên Tứ tôi vẫn còn ở Hương Sơn ngày nào thì có chỗ nào mà cậu ấy không được đi, có chỗ nào không được đến cơ chứ. Các người không phục thì có thể thử động vào tôi trước.
xem các người có thể khiến cho Lôi Thiên Tứ tôi đây ngã xuống hay không. Nghiêm Mộc Long nhìn chằm chằm Lôi Thiên Tứ và nói, Lôi lão, làm bất cứ việc gì cũng phải biết có chừng mực, phải biết nhìn trước ngó sau, nếu không thì... Cô nhóc, cô cũng biết làm người thì phải nhìn trước ngó sau đấy à? Đôi mắt của đứa trẻ này đã xảy ra chuyện gì, cô không biết hay sao? Lôi Thiên Tứ cười khẩy và nói. Sau khi nói xong lời này, ông ta gọi Tề Đẳng Nhàn rời đi. Có Lôi Thiên Tứ ở đây, những binh lính kia sẽ không thể nổ súng với Tề Đẳng Nhàn, những sĩ quan chỉ huy đang có mặt ở đó cũng không gánh nổi cái tội này. Tề Đẳng Nhàn không nói gì mà chỉ sánh vai bước đi cùng Lôi Thiên Tứ, những nơi mà bọn họ đi qua đều chỉ là những khoảng yên lặng. Lôi gia bây giờ là một con hổ đã già, thế nhưng mãnh hổ cho dù có già thì vẫn có thể ăn thịt người khác. Không một ai muốn liều mạng với một con hổ già như Lôi Thiên Tứ cả, bởi vì nếu như làm liều như vậy thì sẽ có thể đánh rơi cái mạng nhỏ của mình và làm tổn thất rất nhiều lợi ích. Lôi Thiên Tứ hỏi, chắc hẳn cái tên xúc sinh tên Nghiêm Động đó đã chết toi rồi chứ nhỉ? Lôi Thiên Tứ nghe thấy vậy thì cười phá lên và nói, sảng khoái quá đi mất. Không ngờ rằng tôi đã già như thế này rồi mà vẫn có thể cùng một người trẻ như cậu làm ra loại chuyện như thế này. Việc cùng Tề Đẳng Nhàn đi đến Bệnh viện Thánh Hòa lần này có lẽ chính là lời cảm ơn hoàn hảo nhất của Lôi Thiên Tứ đối với cuộc đời của mình rồi. Đồng thời, ông ta cũng rất hài lòng vì đã được quen biết một người trẻ ưu tú như Tề Đẳng Nhàn, đất nước này có thể xuất hiện một người trẻ như vậy đồng nghĩa với việc tương lai sẽ có vô số khả năng có thể xảy ra. Tiền bạc và quyền lực đều là những thứ vô cùng đáng sợ, con người khi đi trên con đường này, chỉ cần không cẩn thận một cái thôi là sẽ đánh mất ý nguyện ban đầu của mình. Tôi rất hạnh phúc vì mình chưa bao giờ phạm phải sai lầm ở những việc lớn trong đời, và tôi hy vọng rằng tương lai cậu cũng sẽ không như vậy. Cậu còn xuất sắc hơn tôi của thời trẻ rất nhiều, tôi mong rằng trong tương lai cậu sẽ có thể chói mắt hơn nữa nhưng lại vẫn giữ nguyên được ý nguyện ban đầu. Lôi Thiên Tứ vừa đi vừa nói chuyện với Tề Đẳng Nhàn, sau khi chứng kiến tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, ông ta càng hài lòng về cậu nhóc Tề Đẳng Nhàn này hơn nữa. Tề Đẳng Nhàn khẽ gật đầu và nói, lời của Lôi lão, tôi đều sẽ ghi nhớ trong tim. Lôi Thiên Tứ cười nói, cũng chính vì cậu là người như thế nên mới có thể khiến cho tôi yên tâm giao phó tàu thuyền Lôi Thị, nếu như là người khác thì tôi thực sự không thể tin tưởng được dù chỉ một chút. Cậu giống như một người bước ra từ trong tiểu thuyết võ hiệp vậy, huyết lệ tặng chi kỷ, sinh tử dẫu có sao. Chỉ tiếc rằng chúng ta không gặp nhau sớm hơn một vài năm, bằng không, nếu như chúng ta làm việc cùng nhau thì có lẽ sẽ có thể tạo ra một sự nghiệp kinh thiên động địa luôn đó. Tề Đẳng Nhàn nói, Lôi lão đã xuất sắc lắm rồi, những chuyện mà ông đã từng làm hệt như sấm đánh bên tai, xứng đáng làm tấm gương cho các thế hệ sau. Lôi Thiên Tứ nói, được rồi. Đừng có ở đây tâng bốc lẫn nhau nữa, mau đưa Nhân Nhân về với mẹ của con bé đi, buổi tối cậu đến nhà tôi ăn cơm. Sau khi Tề Đẳng Nhàn và Lôi Thiên Tứ chia tay ở bên ngoài bệnh viện, hắn đưa Nam Nhân Nhân về biệt thự của Dương Quan Quan. Sau khi nhìn thấy cô con gái đang phải quấn gạc quanh mặt của mình, cơ thể Nam Thiến bỗng chốc mềm nhũn và suýt chút nữa đã ngất đi. Dương Quan Quan vội vàng đưa tay ra đỡ lấy Nam Thiến, đồng thời... Cô ấy cũng nổi trận lôi đình và nói, có chuyện gì thế? Mắt của Nhân Nhân bị làm sao vậy? Tề Đẳng Nhàn lắc lắc đầu và nói, Nghiêm Động đã lấy giác mạc của Nhân Nhân để thay cho giác mạc của con trai mình. Giác mạc của con trai hắn ta có chút vấn đề. Dương Quan Quan vô cùng tức giận, cô ấy nghiến răng nghiến lợi và nói, hổ dữ không ăn thịt con. Cái tên Nghiêm Động này lại là một tên xúc sinh như thế à? Lại còn là hậu duệ của một gia đình danh gia vọng tộc nữa. Thế mà ngay cả con gái ruột của mình cũng không chịu buông tha. Tề Đẳng Nhàn nghe xong thì không khỏi phì cười, từ trước đến nay, những chuyện kỳ quặc quái gở và những chuyện không có nhân tính đều xảy ra ở trong những gia đình danh gia vọng tộc mà. Mấy cái chuyện anh em bất hòa, tranh quyền đoạt vị, giở trò sau lưng, chém giết lẫn nhau còn hiếm thấy hay sao? Nhất định tôi sẽ giết chết cái tên xúc sinh đó để báo thù cho Nhân Nhân và Hoàng Sung. Dương Quan Quan nổi giận đùng đùng. Khí chất như đang muốn ăn thịt người. Tôi đã xử lý xong người rồi, Tề Đẳng Nhàn nói. Hắn không hề khuyên Dương Quan Quan đừng có tức giận vì chuyện này, bởi vì bất cứ một người học võ nào sau khi nghe thấy chuyện như vậy đều hận không thể rút đao giúp đỡ.
khuyên người khác đừng tức giận hoàn toàn chỉ là nói nhảm mà thôi. Hỉ nộ ai ố, ai ai cũng có, gặp phải loại chuyện như vậy chắc là bất cứ ai cũng đều sẽ cảm thấy tức giận nhỉ. Sau khi nói xong lời này, ánh mắt của Tề Đẳng Nhàn bỗng chốc hiện lên một chút mệt mỏi, hắn hỏi, Hoàng Sung đâu? Dương Quan Quan nói, đang nằm trong phòng, tôi đã mời bác sĩ tư nhân chuyên nghiệp đến để chăm sóc anh ta rồi, không còn nguy hiểm gì đến tính mạng đâu. Nam Thiến bế Nam Nhân Nhân và nói với tâm trạng sa sút, Hoàng Sung nói sư phụ Tề khó khăn lắm mới có thể rửa sạch được tội danh ở trên người, không nên liên lụy đến anh nữa nên mới không nói cho anh biết. Tề Đẳng Nhàn nói với vẻ không vui, ngu ngốc, rõ ràng biết bản thân mình không thể giải quyết được chuyện này mà lại không nói cho tôi biết. Cậu ta tưởng mình là ai chứ, Tề Thiên Đại Thánh à? Cái tên đồ đệ Hoàng Sung này ấy à, tuy rằng Tề Đẳng Nhàn không thích anh ta lắm nhưng hắn cũng biết bản chất của anh ta không hề xấu, mặc dù không đến mức hào hiệp trượng nghĩa nhưng cũng có thể coi là chân thành nhiệt tình. Chuyện của Nhân Nhân cô không cần lo lắng, bây giờ con bé vẫn còn nhỏ. Vừa mới làm phẫu thuật xong nên vẫn cần một khoảng thời gian để hồi phục lại. Tôi sẽ sắp xếp bác sĩ đến khám cho con bé, chắc chắn sẽ khiến cho đôi mắt của con bé có thể duy trì sự khỏe mạnh, sau này nếu có cơ hội thích hợp thì sẽ thay giác mạc cho con bé. Tề Đẳng Nhàn nhìn Nam Thiến, thở dài một cái và an ủi cô ấy. Nam Thiến nghe thấy vậy thì gật đầu một cái, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn Tề Đẳng Nhàn và hỏi, Nghiêm Động thực sự đã bị anh đánh chết rồi à? Hắn ta đã chết như thế nào vậy? Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, tôi đánh chết hắn chỉ trong một phát. Trong mắt Nam Thiến có nước mắt lay động, cô ấy cúi đầu lau đi nước mắt của mình và nghẹn ngào nói, chết rồi cũng tốt. Sau này cũng không cần lo sẽ bị cái tên ác quỷ đó giày vò nữa. Mẹ ơi mẹ đừng khóc. Nam Nhân Nhân ngoan ngoãn ôm lấy cổ Nam Thiến và giơ tay ra để lau nước mắt cho cô ấy. Nam Thiến khịt mũi và nói, không sao. Không sao, mẹ không khóc nữa là được rồi chứ gì. Tề Đẳng Nhàn nhìn Nam Thiến, trong lòng khẽ thở dài một hơi, những nơi mà hắn nhìn thấy đã có nhiều thế lực tà ác dơ bẩn như thế rồi, vậy thì những nơi mà hắn không thể nhìn thấy thì còn có bao nhiêu sự bất công chưa được xóa bỏ nữa đây. Đi vào trong phòng, Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy Hoàng Sung đang nằm trên giường, hắn lắc đầu và nói, bản thân mình chẳng có chút tài cán gì mà còn muốn xông vào đại bản doanh của người ta à. Tôi dạy cậu võ thuật không phải là để cậu trở nên kiêu ngạo và tự hủy hoại chính mình. Hoàng Sung nhếch miệng cười và nói, là do tôi không có bản lĩnh như người khác, ngay cả người nhà của mình cũng không bảo vệ được. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy bộ dạng cam chịu lạc hậu của anh ta thì bèn nói, không phải do kỹ năng của cậu không bằng người khác mà là do có những người lạm dụng quyền lực của gia đình mình, từ nay về sau cậu phải cố gắng luyện võ hơn nữa. Chỉ khi nắm đấm của cậu đủ lớn thì mới có thể bảo vệ được tốt người nhà của mình thôi. Hoàng Sung gật gật đầu và hỏi, sư phụ, anh đón Nhân Nhân về đây, vậy còn Nghiêm Động? Bị tôi xử rồi, Tề Đẳng Nhàn nói, lúc tôi còn là phần tử khủng bố tôi đã bảo sẽ giúp cậu xử hắn ta rồi nhưng cậu lại cứ muốn tự báo thù cho chính mình, bây giờ hối hận rồi chứ gì? Hoàng Sung gượng cười một cái và nói, có chút. Tôi không thể ngờ rằng hắn ta lại là kẻ không biết điểm dừng đến như vậy, cho dù có nói thế nào thì Nhân Nhân cũng là con gái của hắn ta mà. Tề Đẳng Nhàn cười khẩy và nói, từ trước đến nay, những gia đình quyền quý đa số đều máu lạnh như vậy đấy. Đám người đó lúc nào cũng cảm thấy cả thế giới đều đang mắc nợ bọn họ có thể lấy bất cứ thứ gì mà bọn họ muốn, nhưng cậu lại không thể lấy bất cứ thứ gì từ chỗ của bọn họ. Nghiêm Động chết trong tay Tề Đẳng Nhàn. Điều này khiến cho tảng đá lớn đè nặng trong tim của đôi uyên ương số khổ Nam Thiến và Hoàng Sung trong nhiều năm cũng coi như đã rơi xuống đất rồi. Chỉ có điều, tình trạng sức khỏe của Nam Nhân Nhân ít nhiều vẫn mang lại một chút ám ảnh. Nhưng cuộc đời chính là một chuyến tàu không thể dừng lại mà chỉ luôn luôn tiến về phía trước. Buổi tối đi với tôi đến Lôi gia dự tiệc đi, Lôi lão mời tôi đến đó dùng cơm, Tề Đẳng Nhàn mời Dương Quan Quan, được. Dương Quan Quan không thèm suy nghĩ mà ngay lập tức nói lời đồng ý, cô ấy đã ngưỡng mộ nhân vật làm mưa làm gió của thế hệ cũ là Lôi Thiên Tứ từ lâu lắm rồi. Khoảng gần đến giờ cơm, hai người ngồi xe đến Lôi gia. Lôi Thiên Tứ đã sai người chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn để tiếp đãi Tề Đẳng Nhàn, khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn dẫn theo một cô gái đến, ông ta càng vui mừng hơn nữa. Trên bàn ăn,
Lôi Trấn Kỳ và Lôi Trấn Lân ngồi ở hai bên trái phải của Lôi Thiên Tứ, Lôi Tuyết Kiều, người đã từng có chút xích mích với Tề Đẳng Nhàn cũng có mặt ở đó. Nhìn thấy người con gái bên cạnh Tề Đẳng Nhàn đã đổi từ Ngạo Tuyết thành Dương Quan Quan, trong lòng cô ta càng thêm xem thường hắn hơn nữa, cô ta thầm mắng trong lòng, hừ, đồ đàn ông cặn bã. Tề Đẳng Nhàn có lẽ sẽ rất vui nếu như biết được suy nghĩ ở trong lòng cô ta, ưu điểm mà anh đây giấu kín như vậy thế mà lại bị cô nhìn thấu trong nháy mắt rồi. Hôm nay là một cơ hội rất tốt, mọi người đều đang có mặt ở đây. Lôi Thiên Tứ cười cười, ông ta mở một bình rượu trắng lâu đời và rót rượu cho mọi người. Lôi Tuyết Kiều nói, ông nội, cháu không uống được rượu trắng. Lôi Thiên Tứ lại nói, bình rượu này cháu phải uống một chén mới được. Dù sao thì có muốn uống loại rượu này thêm lần nữa cũng không còn cơ hội đâu. Lôi Tuyết Kiều không nói gì nữa mà để mặc cho Lôi Thiên Tứ rót cho cô ta một chén, nhưng cái mùi nồng nặc của rượu trắng lại khiến cho cô ta cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Rượu ngon đấy, Tề Đẳng Nhàn ngửi ngửi một chút rồi lên tiếng khen ngợi, sau đó bảo Lôi Tổng Quản đi lấy giúp một bình nước khoáng một cách rất chuyên nghiệp. Lôi Thiên Tứ thấy bộ dạng ra vẻ ta đây của Tề Đẳng Nhàn thì cười phá lên. Giơ ngón tay cái lên và nói, ồ, chuyên nghiệp đấy. Tề Đẳng Nhàn nói, bố tôi thích món này, tôi học từ ông ấy đấy. Dương Quan Quan âm thầm ghi nhớ trong lòng, thì ra Tề Bất Ngữ thích rượu trắng, vậy thì sau này cô ấy sẽ sưu tập một ít rượu ngon, chờ đến dịp Tết thì mang qua đó. Như vậy thì cô ấy mới có thể đặt mình vào vị trí thuận lợi nhất trong cuộc cạnh tranh này. Lôi Thiên Tứ mỉm cười và nói, Tổng Giám Mục Tề là một người rất tốt. Cậu ấy hào hiệp trượng nghĩa và vô cùng nhiệt huyết, rất giống với ta của hồi trẻ. Ta mong rằng sau này Lôi gia chúng ta cũng có thể hòa thuận với cậu ấy và mãi mãi làm bạn. Việc ta có thể giao phó tàu thuyền Lôi thị cho cậu ấy chính là sự tín nhiệm mà ta dành cho cậu ấy, ta cũng mong rằng sự tín nhiệm này có thể do các con tiếp tục kế thừa. Trong cuộc đời của mỗi con người, bạn bè là hiếm có, tri kỷ lại càng hiếm có hơn. Lôi Trấn Kỳ gật gật đầu và nói, Tổng Giám Mục Tề có ơn cứu mạng đối với con, có ơn huệ lớn lao đối với cả Lôi gia chúng ta, hơn nữa còn một người vô cùng chính nghĩa, Lôi Trấn Kỳ con nhất định sẽ báo đáp cậu ấy cho dù có phải thịt nát xương tan. Lôi Trấn Lân cũng mỉm cười và nói, Tổng Giám Mục Tề có ơn huệ lớn lao đối với Lôi gia chúng ta, thậm chí còn nhờ Tôn Thanh Huyền tiên sinh đến để chữa bệnh cho con và anh trai, trong lòng con vô cùng biết ơn. Nếu như Tổng Giám Mục Tề đã coi Lôi gia chúng ta như bạn bè thì Lôi gia chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt của Tổng Giám Mục Tề. Lôi Tuyết Kiều lại có chút không được vui vẻ, cô ta vẫn có chút mâu thuẫn đối với Tề Đẳng Nhàn, thế nhưng ông nội, bố và cả chú cô ta đã nói như thế rồi, cô ta nào dám làm trái lại. Những người có tính cách giống nhau tất nhiên sẽ thu hút lẫn nhau và đi cùng với nhau, mặc dù tôi quen biết Lôi lão có hơi muộn nhưng trong lòng tôi đã mong muốn được kết bạn với những anh hùng như Lôi lão từ lâu lắm rồi. Tề Đẳng Nhàn nhấp một ngụm nước khoáng rồi nhấc chén rượu trắng lên. Tất cả mọi người đang có mặt ở đó đều một hơi uống cạn. Sau khi uống xong một chén rượu, Tề Đẳng Nhàn khẽ nếm thử một chút rồi lại uống thêm một ngụm nước khoáng. Đây là cách thưởng thức rượu trắng nồng độ cao thượng hạng mà Tề Bất Ngữ dạy cho hắn. Sau khi nhấp một ngụm rượu thì sẽ dùng một ngụm nước khoáng tinh khiết để súc miệng và nuốt xuống rồi lại tiếp tục thưởng thức chén tiếp theo. Đúng là rượu ngon, chắc là bình rượu này đã có từ lâu lắm rồi nhỉ, Lôi lão có được nó từ đâu thế? Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà hỏi. Tôi rất thích đọc các tiểu thuyết võ hiệp, nhưng tôi lại không thích những đại hiệp vĩ đại lúc nào cũng nói những lời rỗng tuếch như vì nước vì dân. Thứ mà tôi thích hơn chính là tinh thần hiệp sĩ. Sự nghĩa khí và sự nhiệt huyết của những nhân vật trong sách, bởi vì tôi có thể nhìn thấy được những con người như thế ở trong cuộc sống hiện thực. Lôi Thiên Tứ nói, Tổng Giám Mục Tề chính là một trong số đó. Tề Đẳng Nhàn nhấc chén rượu lên và nói, Lôi lão quá khen rồi, tôi chỉ đơn giản là làm những chuyện mà mình cho là đúng mà thôi. Hai người Lôi Trấn Kỳ và Lôi Trấn Lân đều cảm thấy hôm nay Lôi Thiên Tứ nói nhiều một cách bất thường, vậy nên sắc mặt của hai người cũng trở nên có hơi nghiêm trọng. Lôi Thiên Tứ vui vẻ uống hết ba chén rượu rồi nói với Tề Đẳng Nhàn bằng gương mặt đỏ bừng, chuyện của Lôi gia sau này phải nhờ cậu quan tâm nhiều hơn rồi. Tiền bạc đều là những vật ngoài thân, tôi chỉ mong rằng con cháu đời sau có thể mạnh khỏe bình an mà thôi. Tề Đẳng Nhàn khẽ gật đầu và nói, Lôi lão yên tâm, chỉ cần có tôi ở đây thì tôi sẽ không để Lôi gia bị con chó hung ác nào cắn cho bị thương đâu.
nào, cạn ly, Lôi Thiên Tứ cười nói, cái này không đã, tổng quản, đổi cho tôi sang một cái ly lớn hơn đi. Lôi tổng quản âm thầm đi lấy cái ly lớn, một cái ly này chắc phải chứa đến 2 lạng rượu mất thôi. Lôi Tuyết Kiều lại nói, ông nội, ông không được uống như vậy đâu, ông đâu còn là thanh niên trẻ tuổi nữa. Lôi Thiên Tứ cười phá lên và nói, mặc dù ông nội không còn là thanh niên trẻ tuổi nữa nhưng lại là gừng càng già càng cay, tuổi càng cao trí càng cao đấy nhé. Lôi Trấn Kỳ xua tay với Lôi Tuyết Kiều và nói, Tuyết Kiều, đừng nói nữa. Lôi Tuyết Kiều bĩu môi với vẻ có chút không hài lòng. Cạn, Lôi Thiên Tứ nâng ly với Tề Đẳng Nhàn, mạnh mẽ chạm ly một cái rồi một hơi uống cạn. Tề Đẳng Nhàn cũng không khách sáo, hắn một hơi uống cạn 2 lạng rượu trắng trong ly, khí huyết trong người bắt bỗng chốc bùng nổ, sắc mặt cũng trở nên phất hồng, hắn cười nói, uống rượu cùng một nhân vật anh hùng như Lôi lão thật là sảng khoái quá đi. Lôi Thiên Tứ nói, anh hùng cái gì chứ? Tôi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, năm đó khi làm những việc đấy, tôi cũng thấp thỏm lo sợ lắm chứ, lấy đâu ra nhiều khí phách anh hùng như vậy. Tề Đẳng Nhàn nói, tất cả những người không khuất phục trước những thế lực tà ác đều là anh hùng cả. Tất cả những người có thể lên tiếng vì kẻ yếu đều là anh hùng cả. Tất cả những người có thể giúp đỡ người khác một cách hào phóng đều là anh hùng cả. Ở trong lòng tôi, Lôi lão mãi mãi là anh hùng. Mãi mãi là tấm gương để tôi khâm phục và học tập. Lôi Thiên Tứ nghe thấy vậy thì cảm thấy vô cùng sảng khoái trong lòng, ông ta nhấc ly rượu trắng lên và nói, cạn nhé. Tề Đẳng Nhàn cùng Lôi Thiên Tứ uống liên tục 3 ly rượu lớn. Mỗi người trong số họ đều đã uống khoảng nửa cân rượu trắng. Lôi Thiên Tứ mặt đỏ tía tai, ông ta ngồi xuống ghế, giơ tay ra xoa xoa đầu Lôi Trấn Kỳ và Lôi Trấn Lân. Mỉm cười và nói, nhớ kỹ lời dạy của Lôi gia chúng ta, đừng bao giờ làm điều gì đáng hổ thẹn. Sau khi nói xong lời này, ông ta cười phá lên, sau đó dựa vào lưng ghế, hai mắt nhắm lại một cách thanh thản và ra đi trong cơn say. Ông nội, Lôi Tuyết Kiều sợ hãi kêu lên, mau gọi xe cứu thương. Tất cả là do cái tên nhà anh, nếu như không phải tại anh thì tại sao ông nội lại uống nhiều rượu như thế chứ? Tề Đẳng Nhàn lại xua xua tay với vẻ mặt bình tĩnh và nói, Lôi lão đã đi rồi, không cần gọi xe cứu thương đâu. Dương Quan Quan im lặng nhìn theo, cô ấy chưa từng cảm nhận được nhiệt huyết sục sôi hay hào khí ngất trời nào cả, thứ mà cô ấy cảm nhận được chỉ là một sự cô độc đã ăn sâu vào trong xương tủy mà thôi. Khi chúng ta quay đầu nhìn lại, 5 tháng sớm đã giăng ra thiên la địa võng, điều duy nhất không thể thế thoát ra được chính là nỗi cô đơn của chính bạn. Khi chúng ta quay về nghỉ ngơi, ngoài đường hoa đã mọc rồi, còn có thể chậm rãi uống rượu không? Vui vẻ uống 300 chén cũng khó có thể hóa giải sự âu sầu trong lòng mỗi chúng ta. Cảm giác này của Dương Quan Quan cũng không sai. Lôi Thiên Tứ thật sự cô độc, những năm gần đây, ông ta rất hiếm khi nhìn thấy một người tương tự ông ta. Nhưng Tề Đẳng Nhàn xuất hiện làm cho ông ta cảm thấy vui mừng, cho nên, ông ta mới có thể tin tưởng hắn như thế. Phó thác toàn bộ tàu thuyền Lôi thị lại cho hắn. Sau khi Lôi Tuyết Kiều nghe được những lời Tề Đẳng Nhàn nói, khóc hu hu, nói, đều tại anh, nhất định đòi uống rượu cùng ông nội, đều tại anh hại ông ấy. Tề Đẳng Nhàn lười nói thêm bất kỳ điều gì với người phụ nữ ngu ngốc này. Lôi Trấn Kỳ lại nói, chuyện này không trách được hắn, là ông nội của con biết bản thân không sống được qua hôm nay, cho nên mới lựa chọn cách thức như vậy rời đi. Chuyện này cũng rất phù hợp với tính cách của ông. Lôi Trấn Lân chậm rãi nói, sống phải làm người hào kiệt, chết cũng làm ma anh hùng. Đến nay vẫn nhớ Hạng Vũ, không chịu qua Giang Đông. Bài thơ, Hạ Nhật Tuyệt Cú Lý Thanh Chiếu. Mấy người đều đứng dậy từ trên bàn cơm, bái một bái thật sâu với di thể của Lôi Thiên Tứ. Vẻ mặt Lôi Tổng Quản bình tĩnh, nói, lão gia đi rồi, về sau nhà họ Lôi phải dựa vào 2 vị thiếu gia. Chuyện tôi có thể làm cũng không nhiều lắm. Lôi Trấn Kỳ gật gật đầu, nói, chuẩn bị một chút, sau đó phát tang. Tề Đẳng Nhàn hơi chắp tay với 2 người, nói, vậy tôi không quấy rầy mọi người nữa, đợi chút gọi điện thoại đến nhà thờ lớn Hương Sơn đi, bảo mục sư sắp xếp lễ truy điệu. Đại nhân vật lớn tuổi ở Hương Sơn có hơn phân nửa đều là tín đồ của Thánh giáo, lúc ấy, sức ảnh hưởng của người phương Tây với thành phố này vẫn còn vô cùng lớn. Sắp xếp lễ truy điệu ở trong nhà thờ rất hợp lý,
đến lúc đó nhà họ Lôi tung ra tin ủy thác quyền quản lý tàu thuyền Lôi Thị dưới danh nghĩa thánh giáo cũng không quá đột ngột. Quan Quan, chúng ta đi trước thôi. Tề Đẳng Nhàn vẫy vẫy tay với Dương Quan Quan, sau đó nhàn nhạt nói. Dương Quan Quan gật gật đầu, hơi chắp tay cúi đầu với di thể của Lôi Thiên Tứ, sau đó xoay người theo sau Tề Đẳng Nhàn rời khỏi nhà họ Lôi. Hai người Lôi Chấn Kỳ và Lôi Chấn Lân hình như đã sớm đoán trước được ngày này, lấy từ trong phòng ra bộ Âu phục Lôi Thiên Tứ mặc thời còn trẻ, còn có cả ảnh đen trắng đã sớm chụp xong, bảo Lôi Tổng Quản và người làm trong nhà hỗ trợ chuẩn bị, đồng thời, bảo Lôi Tuyết Kiều tuyên bố tin tức này ra ngoài, thông báo cho các vị bạn bè thân thích của nhà họ Lôi. Ôi, ngày này cuối cùng cũng phải tới, cả đời này của bố quá vất vả. Lôi Chấn Lân thở dài, thấm thía nói. Về sau chúng ta phải gấp bội nỗ lực, nhanh chóng trở thành người giống như bố. Lôi Chấn Kỳ cười cười, vỗ vỗ bả vai em trai. Hai người cũng không có quá nhiều cảm xúc bi thương, bởi vì bọn họ đã sớm đoán trước được sẽ có ngày này, đồng thời, Lôi Thiên Tứ dùng phương thức dũng cảm như thế để cưỡi Hạc Quy Tiên, là điều đáng để vui mừng. Nhân sinh khó gặp được một tri kỷ, trước khi sinh mệnh của ông ấy đi đến hồi kết, nâng chén uống 300 ly. Say chết trước mặt tri kỷ hảo hữu, như vậy ở nơi chín suối cũng sẽ mỉm cười. Trên đường, Dương Quan Quan đi theo sau Tề Đẳng Nhàn, nói, không ngờ lại có một ngày bản thân có thể chứng kiến một đoạn lịch sử, nhìn một nhân vật không tầm thường như vậy vĩnh biệt cõi đời. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, sinh lão bệnh tử, là lẽ bình thường. Cho dù võ công luyện có cao hơn nữa, cũng chạy không thoát được một bước này, luyện võ, không phải luyện trường sinh. Mà là một loại cảnh giới về tâm linh. Sau đó hai ngày, Tôn Lão liền cưỡi Hạc Quy Tiên. Khi ông ấy đối mặt với cái chết, cũng là thái độ thong dong. Đó là bậc chân nhân đã minh tâm kiến tính, tìm hiểu huyền cơ sinh tử. Dương Quan Quan như suy tư điều gì, sở dĩ cô ta luyện võ là bởi vì báo thù, sau khi báo thù thành công còn nỗ lực như vậy, là bởi vì muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng mà... Sau khi nghe xong những lời này của Tề Đẳng Nhàn, cô ta cảm giác được, trong võ công cũng có triết học rất sâu sắc. Nếu có thể lĩnh ngộ được những điều này, với sau này sẽ có được trợ giúp. Tin tức Lôi Thiên Tứ về cõi tiên trong nháy mắt làm kinh động toàn bộ Hương Sơn, thậm chí cả đất nước. Một số người sau khi biết được việc này, không khỏi cảm thấy hối hận, nếu biết sớm thì đã kiềm chế một chút, chờ qua hôm nay mới bắt đầu. Cứ như vậy. Tề Đẳng Nhàn cũng không có cách nào để mượn uy danh của Lôi Thiên Tứ, gây sóng gió trong bệnh viện Thánh Hòa. Tề Đẳng Nhàn gọi điện thoại cho nhà thờ lớn Hương Sơn, bảo mục sư bố trí một phen, đến lúc đó làm lễ truy điệu cho Lôi Thiên Tứ ở chỗ này. Nếu có thể quen biết Lôi lão sớm hơn mấy năm thì tốt rồi, nói không chừng có thể uống nhiều hơn hai bình rượu. Sau khi Tề Đẳng Nhàn nói chuyện điện thoại xong, cười nói với Dương Quan Quan. Lôi lão thật sự là một nhân vật truyền kỳ cả thế hệ, những kẻ muốn nhân cơ hội này bộc lộ dã tâm nhằm vào nhà họ Lôi thật là đáng giận. Dương Quan Quan lạnh mặt cắn răng nói. Tề Đẳng Nhàn nói, bọn họ sẽ không có được những điều họ muốn, lại còn sẽ mặt xám mày cho cút về nhà mình, cô cứ yên tâm đi. Không bao lâu sau hai người đã đến nhà Hứa Trường Ca. Cậu giấu rất sâu đấy, làm cho tôi vẫn luôn chẳng hay biết gì cả. Hứa Trường Ca thấy Tề Đẳng Nhàn, cười ha ha, duỗi tay chỉ vào hắn nói. Đó là do bất đắc dĩ, dù sao, một khi thân phận lúc ấy của tôi bị lộ ra thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ cười, nói với Hứa Trường Ca. Hứa Ước Như chạy ra, nhìn Tề Đẳng Nhàn từ trên xuống dưới, sau đó khó chịu nói, trả bé mập của em lại đi. Tề Đẳng Nhàn dở khóc dở cười. Hứa Ước Như cười ha ha. Nói, đùa với anh một chút mà thôi, hoan nghênh đến nhà của em. Tề Đẳng Nhàn quay đầu hất hất cằm với Dương Quan Quan, thái độ ngạo kiều, ý là cô nhìn đi, tôi đã nói tôi không có quan hệ gì với cô ấy. Dương Quan Quan lại khịt mũi coi thường, lười phản ứng lại người này. Chú Hứa, cháu muốn để chú đảm nhiệm đà chủ Long Môn ở Hương Sơn, ý của chú thế nào? Tề Đẳng Nhàn bưng chén trà, nhàn nhạt nói với Hứa Trường Ca. Dầm. Chén trà trên tay Hứa Trường Ca bỗng nhiên rơi xuống mặt đất, sợ tới mức giật mình một cái, còn tưởng rằng lỗ tai của mình có vấn đề. Ông cười khổ nói, Tề tiên sinh, cháu đừng nói đùa chú như vậy, tuổi lớn rồi, không chịu nổi đâu.
Triệu Tân Lan ngồi cách xa đó dựng lỗ tai lên nghe, thấy Hứa Trường Ca có thái độ này, vừa tức vừa bực, xông lên cả giận nói, nếu Tề tiên sinh đã nói như vậy rồi thì ông cứ đồng ý đi, không biết điều như vậy. Sau khi nói xong lời này, Triệu Tân Lan vội vàng rót thêm trà cho Tề Đẳng Nhàn, cười nói, Tề tiên sinh, uống trà nhiều một chút, giúp giải khát. Hứa Ước Như nhìn thái độ lúc này của mẹ mình đối với Tề Đẳng Nhàn, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào trán của mình, muốn tìm một cái khe đất để chui vào. Lúc trước, khi Tề Đẳng Nhàn ngụy trang thành Lý Bán Nhàn đến nhà họ Hứa tạm lánh danh tiếng, thái độ của Triệu Tân Lan đối với hắn, dùng một từ ác liệt vẫn không thể hình dung cho hết. Nhưng hiện tại thì sao, dáng vẻ xiểm nịnh này, nhìn mà đầu ngón chân cô đã có thể đào ra ba phòng một sảnh trên mặt đất. Hứa Trường Ca cũng bất mãn chừng mắt nhìn Triệu Tân Lan một cái. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói, chú Hứa, chú không nghe lầm đâu, thật ra, cháu sớm đã có suy nghĩ này rồi. Lời của Tề Đẳng Nhàn làm cho Hứa Trường Ca lâm vào trầm tư. Vì sao lại là chú? Hơn nữa, chú cũng không phải hội viên Long Môn, làm đà chủ Long Môn ở Hương Sơn cũng không phải một việc dễ dàng. Hứa Trường Ca thở dài, nói. Quan trọng là nhân phẩm thôi. Việc chú không phải hội viên không quan trọng, đến lúc đó cháu bảo người ở Tổng hội nói một câu là được. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói. Hứa Trường Ca lắc đầu nói, Trần Bá Hạ quản lý Long Môn Hương Sơn nhiều năm, tuy rằng cháu đánh chết con ông ta Trần Hùng Phi, nhưng muốn lay động địa vị của ông ta cũng không phải một việc dễ dàng. Huống chi, Trần Bá Hạ và nhà họ Hà có quan hệ vô cùng chặt chẽ. Nhà họ Hà là đại kim chủ Trần Bá Hạ, muốn lật đổ Trần Bá Hạ, nhà họ Hà sẽ không đồng ý. Tề Đẳng Nhàn nghe xong, cười ha ha cười, nói, nhà họ Hà không đáng để lo lắng, chỉ cần vài phút là có thể làm cho bọn họ suy sụp, qua mấy ngày nữa là có thể thu lưới rồi. Hứa Trường Ca lập tức ngẩn ra, có hơi không dám tin vào lời Tề Đẳng Nhàn, rốt cuộc thì, nhà họ Hà có tiền như vậy, mối làm ăn ở Hương Sơn rất lớn, sao có thể nói lật đổ là lật đổ được. Hơn nữa, nhà họ Hà gần đây còn buôn bán với người Mỹ, mối làm ăn này hình như còn càng lúc càng lớn. Vì phát triển xí nghiệp nhà mình, một thời gian trước nhà họ Hà còn tiến hành một đợt góp vốn cách xù. Hứa Trường Ca không biết, nhà họ Hà kia hoàn toàn rơi vào bẫy. Một đợt góp vốn càng sẽ trở thành bùa đòi mạng bọn họ. Bây giờ chú không cần suy nghĩ nhiều vấn đề như vậy, cháu chỉ muốn hỏi chú có đồng ý làm chuyện này hay không? Tề Đẳng Nhàn như suy tư điều gì, hỏi. Nếu có thể, đương nhiên chú đồng ý. Hứa Trường Ca nghe xong, lập tức nở nụ cười, sau đó lắc lắc đầu. Tề Đẳng Nhàn nói, vậy thì chuyện này cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó sau khi thu phục Trần Bá Hạ. Chú lên làm chức đà chủ này đi. Sau khi hàn huyên cùng Hứa Trường Ca một hồi, Tề Đẳng Nhàn đứng dậy cáo từ. Này, ngày mai có thể cùng nhau ăn một bữa cơm được không? Vào thời điểm hắn chuẩn bị đi, Hứa Ước Như gọi hắn lại, hỏi. Hứa tiểu thư, gần đây tôi tương đối bận rộn, không rảnh đâu. Chờ khi nào rảnh, tôi hẹn em được không? Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói. Hứa Ước Như lại cảm thấy trong lòng có chút mất mát, thời điểm mới quen biết, cho rằng hắn thật sự chẳng qua chỉ là một thương nhân nhỏ đến từ Nam Dương mà thôi. Không ngờ lại là một vị đạo lão có địa vị lớn như vậy, một tồn tại ngay cả bố của mình cũng phải ngước nhìn. Sự chênh lệch như trời với đất làm cho cô cảm thấy thật hụt hẫng. Sau khi Dương Quan Quan đi ra khỏi cửa lớn nhà họ Hứa, lúc này mới cười nói với Tề Đẳng Nhàn. Xem ra tiểu thư nhà họ Hứa nhớ mãi không quên anh đấy, anh không chờ mong xảy ra câu chuyện gì đó giữa hai người sao. Tề Đẳng Nhàn không khỏi liếc mắt xem thường, nói, ngực cô ấy còn không lớn bằng cô, không chờ mong. Dương Quan Quan nghe được lời này, nhất thời dở khóc dở cười, giơ nắm tay lên muốn cho hắn hai đấm, nhưng dù sao công phu cũng hơi kém một chút, ngược lại còn bị Hắc Hổ móc tim hầu hạ hai lần. Sau khi trở lại biệt thự Dương Quan Quan mua, Tề Đẳng Nhàn liền vào trong thư phòng gọi điện thoại, gọi khắp nơi tìm hiểu một chút tình hình. Tin tức Lôi Thiên Tứ qua đời gây ra chấn động rất lớn, tàu thuyền Lôi Thị đã không có ông ta tỏa chấn, càng trở nên không ổn định, hắn phải bảo giáo hoàng nhanh chóng từ Triều Tiên đi vào Hương Sơn mới được. Cho dù chỉ xảy ra một chút sai sót cũng có khả năng chết ngay tại chỗ. Nhưng cũng may, người cười đến cuối cùng vẫn là hắn như cũ. Hắn lại gọi điện thoại cho Tôn Dĩnh Thục, nói hôm nay hắn không quay về,
hơn nữa nói một chút tình hình ở nhà họ Lôi cho cô ta. Tôn Dĩnh Thục nghe xong cũng không khỏi biến đổi sắc mặt, nói, Lôi Thiên Tứ vừa đi, nhà họ Lôi sẽ càng thêm bấp bênh, những kẻ đầy dã tâm đó chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tề Đẳng nhàn nhàn nhạt nói, cô bớt buồn đi, bọn họ không có cơ hội đâu. Tàu thuyền Lôi Thị, không thể rơi vào trong tay người ngoài, cuối cùng vẫn do nhà họ Lôi khống chế. Tôn Dĩnh Thục cũng nghe được trong giọng điệu của hắn cảm giác mệt mỏi, bảo hắn cứ nghe ngóng tin tức tiếp đi, rồi cúp điện thoại. Mới vừa cúp điện thoại, Dương Quan Quan liền cầm một ly nước ấm đẩy cửa đi vào. Việc này làm cho Tề Đẳng nhàn thầm may mắn vận may của bản thân thật tốt, giữa hắn và Tôn Dĩnh Thục từ trước đã mập mờ, lúc này nếu để cho thư ký Dương bắt gặp bọn họ đang trò chuyện, chậc, phỏng chừng lại phải lãng phí một hồi nước miếng. Mối quan hệ giữa mình và Tôn phu nhân là trong sạch. Quan hệ nam nữ trong sạch, hoàn toàn là để nhau thèm muốn cơ thể của đối phương, tuyệt đối không có nhân tố hỗn loạn nào khác. Tề Đẳng nhàn âm thầm nghĩ trong lòng, vì thế, cảm giác tội lỗi của trai đều nháy mắt biến mất hầu như không còn. Dương Quan Quan nói, tôi thấy anh hình như rất mệt, uống ly nước ấm rồi nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi. Tề Đẳng nhàn suy nghĩ trong lòng. Nước ấm thật sự đúng là vạn năng, nhưng mà, nếu đàn ông cầm nước ấm cho phụ nữ uống, vậy thì hơn phân nửa sẽ bị hung hăng chửi một trận trực nam chết tiệt gì đó. À, thế giới này, đúng là tiêu chuẩn kép. Nếu có tin tức gì, lập tức đánh thức tôi dậy, hôm nay tôi sẽ nghỉ ngơi trong thư phòng. Tề Đẳng nhàn khoanh chân ngồi xuống tấm thảm, tay vuốt vuốt chữ lâm, những suy nghĩ tràn ngập trong đầu nháy mắt yên lặng, khí huyết cũng trở nên chậm rãi theo. Hắn dùng phương thức đả tọa minh tưởng này, so với ngủ thì có thể khôi phục thể lực nhanh hơn. Đây cũng là lý do vì sao hòa thượng đạo sĩ thời cổ đại vừa đả tọa là có thể mấy ngày mấy đêm không ăn không uống, hành động này không tiêu hao thể lực, lại còn có thể khôi phục tinh thần. Cao thủ cấp bậc này như Tề Đẳng nhàn thậm chí có thể khóa dinh dưỡng trong cơ thể, làm bản thân lâm vào một loại trạng thái yên lặng tới cực điểm, nửa tháng hay thậm chí là một tháng không ăn không uống cũng sẽ không chết. Dương Quan Quan gật gật đầu, sau đó yên lặng đóng cửa lại đi ra ngoài, cô ta cảm thấy Tề Đẳng Nhàn cũng vất vả rồi. Nhưng mà, nếu để cho cô ta biết Tề Đẳng Nhàn mấy hôm nay một diệp bảy thứ thì không biết sẽ có cảm xúc gì. Ngày hôm sau, Tề Đẳng Nhàn mở hai mắt, đầu tiên là dùng hổ báo lôi em mờ tẩy gân phạt tủy, cảm giác cơ bắp tê mỏi lập tức biến mất hơn phân nửa, tinh thần cũng khôi phục không tồi. Nước thánh quả nhiên lợi hại, nếu bình thường tốn thể lực như vậy, không mất cả ngày nghỉ ngơi, thậm chí hai ngày, thì sẽ không khôi phục lại được. Hắn chép chép miệng, cảm giác được tinh thần của mình cũng rất tỉnh táo, biết công hiệu của nước thánh tạm thời chưa hoàn toàn biến mất. Sau khi uống một ống nước thánh, có công hiệu trong khoảng 24 giờ, trong khoảng thời gian này, tai tinh mắt sáng, cảm giác có sức mạnh, tốc độ khôi phục thể lực nhanh, độ sinh động của tế bào cũng vô cùng cao. Sau khi Tề Đẳng Nhàn rời khỏi thư phòng, vừa đi ra ngoài sân liền nhìn thấy Dương Quan Quan cầm trong tay cầm một cây hoa lê thương lớn dài khoảng 3 mét đang luyện tập. Ha, sáng sớm đã được xem cảnh này, cảnh đẹp ý vui, ngay cả bữa sáng cũng không cần ăn. Khi võ công từ quyền cước luyện đến binh khí, sẽ có một sự tăng nhanh về chất, đây là điều không thể nghi ngờ. Bởi vì rất nhiều quyền pháp, đều từ binh khí thoát thai mà ra. Ví dụ như hình ý quyền đại danh đỉnh đỉnh. Coi Nhạc Phi như tổ sư, thoát thương thành quyền, xét đến cùng, đó là biến đổi từ thương pháp giết địch trên chiến trường mà thành. Còn có các loại thái tổ trường quyền, bát cực quyền, bát quái trường, thái cực quyền cũng đều từ thương pháp, đao pháp giết địch trên chiến trường thay đổi mà thành. Sau khi luyện quyền cước đến một trình độ nhất định sẽ phải bắt đầu luyện binh khí, khi đó mới có thể làm quyền pháp càng gần nguồn gốc hơn, đạt tới hiệu quả tiến bộ thêm một bước. Thế nào? Sau khi Dương Quan Quan múa thương xong, hưng phấn quay đầu hỏi Tề Đẳng Nhàn, cô ta cảm giác được sức lực của mình đã tăng lên, năng lực khống chế trường thương cũng tiến một bước. Thực sự không tồi, thương rất trắng, Tề Đẳng Nhàn nhịn không được tán thưởng một câu. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi, Dương Quan Quan không khỏi sửng sốt, thật ra nghe không hiểu lời này, thương trắng. Thương pháp có thể sử dụng từ này để hình dung sao? Cái quỷ gì vậy? Tề Đẳng Nhàn phục hồi lại tinh thần, nói, a, luyện thương khá tốt, thương pháp cô luyện là một loại chỉnh kình, chờ khi cô có thể dung hợp lại tất cả chỉnh kính, ám kình xuyên suốt toàn thân,
dung nhập vào cốt tủy, vậy sẽ có thể luyện ra được hóa kình. Sau khi hóa kình sẽ là cao thủ thực sự, không phải sợ súng, có thể tránh được đạn. Dương Quan Quan lập tức vui vẻ gật gật đầu, không nghĩ tới, võ công của mình, một ngày kia có thể tới được cảnh giới như vậy. Ăn xong bữa sáng, Tề Đẳng Nhàn lại gặp Hoàng Sung một lát, vết thương của anh ta cũng không quá đáng ngại, tĩnh dưỡng cho tốt là có thể khôi phục lại rất nhanh. Cũng sắp đến thời điểm thu lưới rồi, anh liên hệ với tập đoàn tài chính Boston một chút, nói với bọn họ ra tay đi. Tề Đẳng Nhàn gọi điện thoại cho Lý Vân Uyển. Lúc này, bên nước Mỹ đang là buổi tối. Lý Vân Uyển đáp ứng nói, tôi biết rồi, sáng mai sẽ lập tức bảo Jinva liên lạc với bên tập đoàn tài chính Boston. Tập đoàn tài chính Boston đặt đơn hàng đáng kể của nhà họ Hà, bảo nhà họ Hà vận chuyển Ngọc Thạch đến thị trường nước ngoài. Nhà họ Hà cũng có giấc mộng mở rộng mối làm ăn ra toàn cầu, đổ lượng tài chính lớn vào Myanmar, mua rất nhiều nguyên thạch. Chỉ cần tập đoàn tài chính Boston vào thời khắc mấu chốt này tùy tiện tìm một cái cớ, hủy bỏ đơn đặt hàng, vậy thì tất cả tài chính nhà họ Hà đều sẽ bị bọc vào nguyên thạch, tạo thành hậu quả nghiêm trọng đứt gãy chuỗi tài chính. Hơn nữa, bên Hương Sơn còn có một trang sức Trần Thị có bối cảnh và tài chính mạnh mẽ. Mượn cơ hội này, trang sức Trần Thị sẽ liên hợp với các công ty trang sức khác cùng tấn công nhà họ Hà, thông qua cách giảm giá làm cho công ty trang sức nhà họ Hà phải tuyên bố phá sản. Ván cờ này của Tề Đẳng Nhàn thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng trên thực tế lại liên kết chặt chẽ, dù sao thì, nếu không có lão đồ Tề dẫn dụ quân đội cả ngày đánh nhau ở vùng Tam Giác Vàng, nổ tung rất nhiều mỏ nguyên thạch, thế thì giá nguyên thạch cũng không lên cao đến vậy. Hơn nữa, tên tuổi của tập đoàn tài chính Boston thật sự quá lớn, Tề Đẳng Nhàn lại chấp nhận hạ vốn gốc, trực tiếp ném hơn 100 triệu đô la Mỹ cho nhà họ Hà nếm được ngon ngọt. Bên trên nhà họ Hà còn chậm chạp không phát hiện không được đây là cái bẫy cũng rất bình thường. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Lý Vân Uyển, Tề Đẳng Nhàn mặc đại hồng bào đi đến nhà thờ lớn Hương Sơn. 3 giờ chiều nay, lễ truy điệu Lôi Thiên Tứ tiến hành ở chỗ này, mà hắn là người chủ trì lễ truy điệu này. Khoảng 2 giờ chiều, di thể Lôi Thiên Tứ được chuyển đến nhà thờ lớn Hương Sơn, sau đó, bạn bè thân thích biết được tin tức đều mặc lễ phục màu đen đến phúng viếng. Tâm trạng hôm nay của tôi, là bi thương, cũng là cao hứng. Tề Đẳng Nhàn mặc đại hồng bào, tay cầm quyền trượng tổng giám mục, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc đứng dưới pho tượng thánh chủ, đứng trước di thể, nặng nề nói. Tại sao lòng tôi lại thấy bi thương? Bởi vì tôi và Lôi Tiên Sinh là anh em kết nghĩa, là tri kỷ hảo hữu. Vào ngày hôm qua, tôi mất đi một người bạn như ông ấy, cho nên, tôi cảm thấy bi thương. Nhưng mà, tôi lại cảm thấy vui vẻ, bởi vì Lôi Tiên Sinh rời đi một cách vô cùng phóng khoáng, linh cứu của ông ấy, cũng là dưới sự chứng kiến của tôi, trở về thần quốc thánh chủ, có được sự vĩnh sinh. Tề Đẳng Nhàn cầm lấy thánh điển trên bàn, nắm trong lòng bàn tay, nhìn thoáng qua mọi người dưới đài, chậm rãi nói. Mọi người ngồi trên băng ghế, thống nhất mặc lễ phục màu đen, toàn bộ bầu không khí trong nhà thờ lớn có vẻ vô cùng trang nghiêm. Tề Đẳng Nhàn chậm rãi nói, nhìn lại cả đời Lôi Tiên Sinh, tôi chỉ có hai chữ để hình dung truyền kỳ. Lôi Tiên Sinh là một tín đồ trung thành, sự hiểu biết của ông ấy, hành động chính nghĩa của ông ấy, so với hiến tế càng có thể được lòng thánh chủ. Cho nên, ông ấy vẫn luôn làm những chuyện chính xác, vẫn luôn trợ giúp người yếu thế, vẫn luôn duy trì một trái tim cảm thông và yêu thương. Ông ấy là một cường giả thực sự, thậm chí là một người vĩ đại. Tại đây, tôi vô cùng tưởng nhớ ông ấy. Amen. Nhưng vào ngay lúc này, trong đám người có một người phụ nữ mở miệng nói, Tề giáo chủ, thứ cho tôi mạo muội, tại sao tôi lại nhớ, Lôi Tiên Sinh từng nói bản thân là tín đồ Phật giáo. Từ khi nào mà ông ấy sửa lại đức tin thành thánh giáo? Người phụ nữ này, Tề Đẳng Nhàn không quen biết. Nhưng hắn biết rõ, đây là tới phá đám. Hơn phân nửa là người do đám người thèm muốn tàu thuyền Lôi Thị sắp xếp tới. Vị phu nhân này, tôi rất chắc chắn mà nói với cô, Lôi Tiên Sinh tín ngưỡng thánh giáo. Bởi vì, tôi là tổng giám mục, chính mắt chứng kiến trên người ông ấy có ánh sáng linh thiêng. Con người không có khả năng cảm ứng được thánh chủ, thường thường là thánh chủ lựa chọn phàm nhân, rồi sau đó giáng thánh linh xuống, làm cho con người có được sự cứu rỗi. Từ trước đến nay, Lôi Tiên Sinh đều là tín đồ thánh giáo,
dùng hai chữ công nghĩa để chỉ hướng cho cuộc đời mình. Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt liếc mắt nhìn người phụ nữ kia một cái, bình tĩnh nói, nhưng trong ánh mắt lại có một chút sát khí. Hắn rất kính trọng Lôi Thiên Tứ, cho nên không muốn vào thời điểm này có người đến quấy rối. Nếu thực sự có ai không hiểu chuyện như vậy, có mắt như mù, vậy thì hắn cũng chỉ có thể cầm quyền trượng cho đối phương hai chữ Avada Kedavra. Người phụ nữ kia kinh ngạc nói, đúng không? Nhưng mà, Lôi tiên sinh rõ ràng từng quyên góp một số tiền cho chùa Bồ Đề ở Hương Sơn, hơn nữa còn là bạn tốt với phương trượng chủ trì của chùa bọn họ. Đúng vào lúc này, từ ngoài nhà thờ có một vị tăng già mặc áo cà sa đỏ đi vào. Vị tăng già này dáng vẻ tầm hơn 60 tuổi, gương mặt hiền từ, chậm rãi đi lên phía trước, nói A-di-đà Phật, bần tăng nghe nói Lôi thí chủ mất, đặc biệt tới phúng viếng. Sắc mặt hai người Lôi Chấn Kỳ và Lôi Chấn Lân không khỏi trở nên âm trầm hơn vài phần, trước đây Lôi Thiên Tứ từng vì bảo vệ gia tộc Bình An, thật sự có đi chùa quyên góp một số tiền hương khói. Nhưng mà, chuyện đó cũng không có tác dụng, cuối cùng vẫn là gặp được lão đạo sĩ và Tề Bất Ngữ ở đạo quan. Lúc này mới làm cho nhà họ Lôi vững vàng trải qua mấy năm nay. Anh nhìn xem, phương trượng chùa Bồ Đề Tuệ Ngộ Thiền Sư tới rồi, ông ấy có thể làm chứng. Người phụ nữ mỉm cười nói với Tề Đẳng Nhàn, ánh mắt Tề Đẳng Nhàn lạnh lẽo, ánh mắt bất thiện rơi vào người Tuệ Ngộ, lão hòa thượng này một chút tâm thái của người xuất gia cũng không có, vậy mà lại giúp đỡ những tên cẩu tặc đó đến phá đám Tề Tổng Giám Mục hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 72.